anh thấy anh không có xứng đáng với em. Gia đình em đâu không chấp nhận với anh. Hai giờ hai đứa mình chia tay nha. Đời thân trải bao nhiêu gánh vác, mang trên vai biết bao phiền chứ không. Ok, đầu tiên thì bạn hãy giới thiệu sơ qua về bản thân mình cho mọi người được biết, như là bạn tên là gì, bạn sinh năm bao nhiêu và bạn đến từ đâu? Phúc sinh năm 2000, Phúc đến từ Cà Mau. Sao mình hỏi một chút là hiện tại bây giờ bạn đang có người yêu chưa hay là vẫn còn độc thân? Có rồi. Thế hai bạn đã yêu nhau bao nhiêu lâu rồi? Cũng được một năm rồi. Một năm rồi. Trong vòng một năm qua thì kiểu như là có hay xảy ra sóng gió không, hay là kiểu êm đềm, hay cãi nhau không? Cũng có, nói chung lúc thì cũng cãi nhau, lúc thì không có. Thế kiểu như là bạn thấy người yêu bạn là một người như thế nào? Chung là cá tính, chung là dễ gần. Dễ gần. Thôi tiếp. Nói chung thì cũng đảm đang này kia. Chăm lo cho tôi từng ly từng tí vậy. Một chút riêng tư hơn một xíu nhá, về một vấn đề hơi nhạy cảm một chút, là về cái chuyện là kiểu giường chiếu ấy, thì hai bạn có ok với nhau không? Có. Có hợp nhau không? Hợp. Hợp đúng không? Ok, thế thì ngày hôm nay mình muốn đưa ra cho bạn một thử thách nó hơi mạo hiểm một chút. Đó chính là bạn sẽ gọi điện cho người yêu và thông báo rằng là bạn bị vô sinh. Một cái chuyện như vậy mà tụi bay dám làm á hả? Để xem là người yêu bạn sẽ phản ứng như thế nào và liệu rằng cô ấy còn chấp nhận bạn hay không. Dạ. Khi mà bạn như thế. Dạ rồi, ok. Đó. Thì bạn nghĩ là người yêu của mình sẽ phản ứng như nào? Chắc không tin đâu. Thì bây giờ bạn kiểu bạn hãy nói cho một cách cực kỳ nghiêm túc. Dạ. Liệu rằng cô ấy có chấp nhận bạn hay không? Dạ rồi, ok. Thì bây giờ mình gọi luôn nhá. Alo em à? Ôi, em nghe nói. Em đang làm cái gì vậy? Em đang đi cà phê với bạn á. Em có thể ra một chỗ nào đó hai đứa mình nói chuyện riêng được không? Ok, đợi em một xíu. Sao á? Chuyện gì á? Anh có chuyện này muốn nói với em mà không biết có nên nói không nữa. Chuyện gì thì nói đi, nói tiền hả? Có. Giờ không biết sao luôn á, giờ không biết có nên nói không nữa. Hai giờ hai đứa mình chia tay nha. Cái gì vậy, tự nhiên chia tay, có chuyện gì để nói chứ. Em làm gì sai hả? Không có, nói chung là cũng là lỗi do anh nên anh cũng không biết nói sao với em luôn á. Thì nói ra chứ. Mình đang vui vẻ mà tự nhiên nói chuyện đó. Tại vì anh thấy anh không có xứng đáng với em. Không xứng đáng đâu, xứng đáng sao? Thì nói chung không. Được. Sao thì nói? Nói ra. Thì mọi thứ lúc chiều á, anh có đi khám, là bác sĩ có cho anh kết quả, đó là anh biết có nên nói với em không? Thì nói đi, có gì thì mình cùng giải quyết chứ, anh bị bệnh gì hả? Anh bị vô sinh. Anh đang đùa em hả? Cái gì vậy? Anh đang nói thật với em á. Tại lúc chiều anh có, tại anh thấy trong mình của anh nó không được ổn cho lắm, nên chiều anh kêu bạn anh chở đi á, để đi khám, bác sĩ chẩn đoán ra là anh bị vô sinh. Ủa là sao, em thấy anh cũng ok mà, cứ một lần là một tiếng hai tiếng mà, cái chuyện đó nó hơi vô lý á. Thì giờ chắc do tinh trùng anh yếu á. chắc do yếu chỗ nào đâu. Thì kiểu như là tinh trùng anh yếu thôi, nhưng mà anh không có yếu. Nhưng mà anh đang đùa em đúng không? Anh không có đùa với em đâu, anh đang nói thiệt lòng luôn á. Tại lúc chiều anh mới kêu bạn anh á là chở đi khám, tại anh thấy trong mình của anh không có được ổn cho lắm, nên anh thấy nó sao sao á, rồi anh mới kêu bạn anh là chở đi, rồi bác sĩ mới chẩn đoán là anh bị vô sinh. Lúc đó anh nói thiệt anh cũng
không biết phải nói với em như thế nào nữa. Anh suy nghĩ đủ thứ hết trơn. Anh kêu bạn anh ra ngồi nhậu một mình, người tâm sự với nó, không biết có nên nói với em không để hai đứa dễ giải quyết á. Ủa nhưng mà em thấy nó vô lý quá à. Vậy em thấy anh ok mà. Thì em thấy anh ok, nhưng mà con tinh trùng của anh nó không ok. Thì giờ biết sao? Nó vẫn ok mà nó. Thì giờ anh biết sao? Không tin được luôn á. Giờ em không thể tin được thì chuyện nó cũng đã xảy ra rồi, chứ giờ cũng đâu có làm lại được đâu. Nhưng mà tự dưng anh vì cái lý do đó này anh lại chia tay với em hả? Thì anh thấy không xứng với em. Anh quen em mà anh không có sinh con được này kia thì sau này sẽ khó xử cho em và cả gia đình em nữa. Gia đình em cũng đâu không chấp nhận với anh. Bây giờ thời đại nào rồi, có cái gì mà y học không có hỗ trợ được đâu, thì sau này có gì thì mình tìm biện pháp thôi. Em tuyệt vời thôi, thế anh sợ tổn thương em nhiều lắm. Không có gì hết đó, anh cứ yên tâm đi, dù anh thế nào nữa thì em cũng yêu anh thôi. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Em có nói thiệt không? Thiệt mà. Em trước giờ em có nói đùa anh gì đâu. Chuyện này là chuyện nghiêm trọng nữa. Em có thể nào cho anh một cái niềm tin nào đó để anh tin chắc rằng đó là sự thật không? Thấy em ấy đăng ký kết hôn nha. Thôi, xuất sắc mẹ luôn. Mai hả? Ừ. Mai để ok, nếu mà em đã nói vậy thì để mai anh có gì anh về anh nói với ba mẹ thì mai hai đứa mình kết hôn nha. Ok, nhớ là ok, nhớ là không bỏ anh nha. Biết rồi. Ok, dù anh có như thế nào em cũng không được bỏ anh nha. Nhưng mà với anh thì ngược lại cũng vậy nha, lỡ như sau này em có phát hiện em vô sinh thì anh cũng được bỏ em á. Ok, anh không có bỏ em đâu. Anh bị vô sinh em không bỏ anh thì sao anh bỏ em được. Hai đứa mình cùng nhau mà cố gắng vượt lên chứ, đúng không? Đúng rồi, ok nha. Rồi ok. Một tí có gì hẹn nhau ở đó đi ăn nha. Rồi ok em. Mày yêu. Bye bye. Bye em. Cảm giác của bạn như thế nào sau khi mà tham gia cái trải nghiệm này? Thật sự rất là gung luôn. Tại vì ban đầu là cứ nghĩ là người yêu mình không có chấp nhận. Không ngờ tới là người yêu mình sẽ chấp nhận đâu. Tại vì cái chuyện đó là cái chuyện mà cả đời luôn, đi theo suốt cả cuộc đời mình luôn. Và cả gia đình mình nữa. Sau này mình có lấy về với nhau mà mình không có con này kia, người ta sẽ bàn tán. Nhưng mà người yêu em thì lại khác, lại chấp nhận với em điều đó. Em cảm thấy rất là mừng. Nếu không may ấy, đây mình nói không may đó, không may một ngày nào đấy mà kiểu mình không may mình kiểu gặp phải trường hợp thật như thế này thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Chắc cái đó phải để từ từ bạn gái đó biết thì giải quyết sao cũng được. Tức là giấu? Giấu. Ban đầu thì giấu, còn nếu mà thương nhau quá thì cũng có thể là sẽ nói với nhau. Hoặc là kiểu mình cưới nhau đi, xong rồi đến lúc mà sau là mọi thứ nó đã rồi ấy. Nói là kiểu là không dạ. Mà quay xe được ấy. Từ lúc đó chắc có thể là sẽ nói, nhưng mà chắc người yêu mình chắc cũng không có thể nào chấp nhận được. Tại mình đã giấu cô ấy. Nhưng mà dù sao là bây giờ bạn cũng đã nói thật với cả người yêu và người yêu cũng đã chấp nhận rồi. Nhưng mà có định là ngày mai đi đăng ký kết hôn thật không? Này chắc là có lẽ có. Được. Nói chung là mình cảm thấy rất là chúc mừng bạn, bởi vì bạn đã có một người yêu rất là ok. Một cô gái mà kiểu như là sẵn sàng có thể bỏ qua tất cả mọi thứ bởi vì cô ấy rất là yêu bạn. Đó, thì chúc cho hai bạn sẽ thật sự hạnh phúc và sẽ có thể lấy nhau được như là các bạn mong muốn. Đó, và sẽ mãi mãi vui vẻ với nhau và sẽ bỏ qua cho nhau tất cả những cái thiếu sót cũng như là những cái điều mà nó không tốt á. Đó, và rất là cảm ơn bạn bởi vì bạn đã nhận lời tham gia cái trải nghiệm này.
chúc bạn đi chơi vui vẻ nhá. Ok, cảm ơn.